Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy. Hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay Hải sẽ giới thiệu các bạn một cái món ăn rất là đặc biệt mà từ trước giờ mình xem ở trên video nhiều, nhưng mà hôm nay được vào tận vườn cùng với lại là chú tên là gì chú nhỉ? Đông. Dạ. Chú Đông. Chú Đông à? Đấy, chú Đông. Nhìn một cái chỗ cồn cát thế này thôi nhưng các bạn không biết là con gì đúng không? Hiện tại thì mình đang đi ra để chuẩn bị bắt cái con rông các bạn ạ, để hôm nay về làm các món ăn. Bây giờ mình đặt đây mình quay này, mình đặt đây mình quay qua hai này chặt nước nó lên vô ăn đầy hết đấy. Cái này à chú? Cái này nè đó. Mình đặt cái máy đây này. Thế mình cứ đặt cái máy đây cũng được. Đặt máy đó hả? Vâng. Đấy. Bây giờ chú bảo là mình phải đặt máy ở đây vì con này rất là khó để bắt nó. Đâu bắt nó thì chỉ quấn bẫy bắt thôi. Phải đánh bẫy bắt được hả chú? Bây giờ mình đặt cái máy sao mà ra chỗ đây nè, đó khu này này. Đó là cái chạy đầy thế này. Ê không thấy không? Đó. Thấy không? Bây giờ đặt máy đây này. Đặt quay đây này. Thế đây cháu có đặt cái máy ở chỗ này chú nhá. Đây để tí xem là có vớ được con rông được không. Đây. Đặt ở chỗ này đi. Đó. Đặt đó hay đặt kia? Đặt chỗ này cho máy nó mát chưa? Không nó nóng. Cho mát hả? Chỗ này thì nó mát đâu. Đặt đây đi, đó. Đặt quay đó. Đây. Chỗ đây nè, đặt đây quay qua đây. Vừa nãy cái cảnh mà đánh bắt nữa cũng không bẫy nó cũng không quay được, anh em hết sức thông cảm vì do chính sách của YouTube. Cái này một năm mình có nuôi được nhiều không chú? Nuôi nó cũng lớn 2 năm nó bự vậy nè. Hai năm nó to như này ạ. Con này khoảng 4 lạng chú nhỉ? Bốn lạng. Thế anh chú kiếm cho cháu khoảng mấy cân để chế biến món ăn nhé. Đấy, cũng nhiều. Cái này phải đặt bẫy hả chú? Chứ không thì không đào được à? Không, đào sâu á. Đào là hư hang. Đào hư hang. Có nghĩa là ngày xưa thì mình đào được thôi, nhưng bây giờ thì không đúng không chú? Đào ôi, sâu á. Này mình dăm mạnh nó còn sập cái hang của nó luôn đấy. À.
tới nhà ông chú. Ừ. Là mình nhìn là hàng mình biết cái thước con dông à. Hàng đá. Hết à? Cái này chứng tỏ nuôi con này muốn khai thác của nó thì cũng khó chứ nhỉ. Đây con này, cái hang này có vẻ là con to đấy, đúng không? Dòng nó to. Cái này mỗi năm nó sinh sản như nào chú? Để dòng mái nó để ra dòng con. À. Để trứng nó nở. À để trứng nó nở. À thế ạ. Nó dưới đất ấy. À. Dưới đất ấy. Nó nở nó trùng lên. À à thế ạ. Thế sản lượng của mình như nào chú? Mình còn à. Sản lượng hạn như là mỗi một năm thì khoảng được bao nhiêu cân hay là bao nhiêu tạ chú? Nó tính theo sào hay sao? Một mùa nó để cũng mấy ngàn con. À một mùa để mấy ngàn con cơ? À thế thì cũng được anh nhỉ? Nó để rồi mình bắt vô mình bỏ vô trong cái chuồng đó rồi nó lớn hầu lớn mình thả ra. À thế ạ. Ở đây bây giờ các chú muốn bắt đây là phải dùng cái bẫy, nhiều bẫy chuột đấy anh em ạ. Đấy. Chứ không ấy à. Ui giời. Hình như cháu dẫm vào hang của nó đúng không? Hang rông đó. Hang rông à? Ừ. Mình nặng quá, dẫm thụt cả hang luôn. Thôi bây giờ mình bắt nó rồi thì cần gì nhà nó nữa. Đó. À đây đây. À, mình cứ đặt mồi ở cửa hang giống như ở chuột đấy chú nhỉ? Ừ. Vậy đó. Rồi. Và. Không. Ý, chú cháu mình đi về chế biến. Ừ. Mình thì hay xem ở trên YouTube về con rông này, nhưng mà hôm nay thực sự là rất tò mò. Nên phải mò đến tận đây để thưởng thức. Không biết con này nó có vào sách đỏ không? Chắc không phải sách đỏ đâu chứ nhỉ? Dòng nó cũng to. Vâng. À cái này để ươm con rông con này hả chú? À bỏ trong bắt trong con bỏ vô. À bắt rông con bỏ vào đây. Xong nó to to bắt đầu mình cho ra. Con rông này có con gì săn nó không chú? Đại bàng hay có con gì không? À mà, đại bàng đâu đại bàng. Yeah. À. Kiểu mình say nắng hay sao ạ? Đâu, ở đây. Nắng quá. Ừ. Chụp hình đây vô. Đây mình đi tới trước luôn. Dạ. Vô này mát. Ôi vào chỗ này nó mát. Là nó nắng. Sướng cái ra mà nó nắng cháu hay như sắp say nắng ở đây. May là có con rông này nó động lực cho mình anh em ạ. Giờ sẽ đi chế biến. Dạ có, em có gửi đi các tỉnh, gửi đi thường thường là khách nhiều nhất là ở Sài Gòn. Thế thì dân cho số điện thoại đi, như đâu ai có nhu cầu mua cái nhà hàng nào hay là muốn nhập cái này ấy, thì alo cho em. Số điện thoại của mình là 0852 464742. À, tin nhanh các bạn. Quá đẹp luôn. Ok, bây giờ anh em mình đi về nhà bà chị đây để chế biến món ăn nhỉ. Bây giờ anh em mình đang chọn những con to các bạn ạ. Thích sơi những con nó phải siêu to khổng lồ cơ. Hôm nay sẽ làm những món ăn chế biến nguyên từ con rông rồi thôi. Thử đoán em mấy ký? Một ký tám. Ôi ơi, phải hơn 2 cân đúng không ơi? 2 cân 3 luôn. 2 cân 2 luôn. Cái này mà, cái loại này mà mình ra nhà hàng thì thường thường họ bán khoảng bao tiền cân nhỉ? Khoảng 1 triệu 8 một ký là thành phẩm. 1 triệu 8 cân cơ? Là thành phẩm món ăn luôn. Nếu mà mình thích nấu món nào là đầu bếp nấu món đó là cứ 1 triệu 8 một ký. Cái con dông này mình khi mình làm nó mình đựng trụng nước sâu quá nha các bạn. Cái trụng sâu quá thì cái lớp mà da đất này nè khó lột ra. Hay trụng nước vừa đủ nóng thôi. Đây là cây liệu à? Quả này ăn được chưa chị? Chắc chưa đúng không? Chưa. Con này là cũng làm lông nhỉ? Là lột lớp da đất này nè. Mình mà muốn dùng mau á, mình lấy miếng trà son á. Kỳ nữa cái là nó ra rất là mau. Hồi đó nhà nghèo mới được ăn dông nha các bạn. Bây giờ là nhà giàu mới được ăn dông. Sao lại là nhà nghèo ăn dông là sao? Dạ hồi đó là khổ á, mà dông thì nhiều nữa. Cứ cầm một cái rọ là đánh khoảng 5 phút là dính. Rồi về dông là một kho dừa, hai nấu canh dưa hồng, rồi nướng, rồi đổ bánh xèo.
trù. À tí nữa làm mấy con kho dừa nữa. Yeah. Nấu bánh canh. Kho dừa ăn cơm thì ngon lắm đấy nhờ. Yeah. Cái gan đó mà mình khi mình ăn được á, khi là mình cắn vô nó có vị đắng đắng. Mà mình nhai càng lâu á thì nó có vị ngọt. Khi mình chắc cái miệng á nó có vị. Thế bảo là lấy cái mật để làm nước chấm đúng không? Dạ cái gan luôn, cái gan để mật viên chung luôn. Gan với mật là nó gần dạ. Nó cùng nhau. Mình không có bỏ cái gan dưới mật. Anh em thông cảm, bây giờ cái cảnh này là anh em đang làm rất là đẹp nhưng mà không quay được. Ông này là chuyên ăn rau củ. À chứ nó không ăn thịt đúng không? Dạ không. Các loại rau củ như là rau muống nè. Rau cải. Nói chung rồi các loại rau như rau rừng nữa. Là mình bước những ngọn non về mình bỏ nó là nó ăn. Thế con này nó tự ấp tự đẻ trứng luôn đúng không? Dạ nó khi con cái á, là mùa này là sinh sản nè. Là nó sẽ đẻ khoảng là tầm nó đẻ khoảng 4 trứng cũng có, 6 trứng cũng có, nó đẻ rồi nó đẻ là nó tự tự nở luôn chứ con mẹ nó không có ấp. Dạ. Cứ đẻ xong là tự nở. Dạ, nó đẻ ví dụ như bây giờ là nay nó đẻ nè, nó khoảng 12 ngày sau là nó nở rồi, từ trong trứng nó bốc lên rồi nó tự lớn. Chứ nó không có mị hay là chai gì ấp như những loại bò sét hết. Ở đây này dừa rất là nhiều luôn. Dừa. Chị hai cái này làm gì đây? Lá cóc đó để trộn cái dòng rau rừng đó anh. À trộn làm món gỏi đây đúng không? Lát mình bổ sung thêm mấy loại rau rừng nữa. À ok. Ở à, đây dạ. Là quả cóc non này. Quả này tí ăn kém cùng cũng được mà nhỉ? Rau non. Cái lá cóc đó nó có vị chua chua chát chát. Thì thế mình à? Kèm theo cái món dong là rất có cái hợp vị mình. Mình lựa cái trái nào nó có cơm mình chặt nó. Lựa trái nào mà nó già già đây. Đây nè. Đây anh em đang đi chặt dừa xong rồi lựa trái nào già già để uống nước. Chặt hai trái đi ha. Lấy nước uống xong rồi tí nữa lấy cái cơm để kho. Vừa ra vừa xim xanh nè. Uống nước ngọt lắm. Ôi. Dừa này không có cơm rồi nhỉ? Cơm nó hơi mỏng. Cơm hơi mỏng. Nước trắng. Cái này mình lát mình có lấy luôn cái nước này để kho không? Cái này mình có hai trái nên trái này em mời anh Hải uống cho nó mát, còn trái còn lại mình kho. Lấy nước kho đúng không? Đúng rồi, lấy nước kho. Ngọt thế nhờ? Ngọt không anh? Dạ. Ngọt. Dừa xim xanh, dừa xim xanh trồng tại vườn nên nó ngọt. Cái phần này là để kho dừa. Mình tao cho chống nó sang lên. Ở trong này hay có cái món kho dừa này ăn cơm bá cháy luôn nhỉ. Một muỗng cà phê mì chín. Ít đường thôi nha, do anh Hải là anh đi đăng đường nha các bạn. Biết là người bác bạn này nấu ăn là rất là chuẩn luôn đấy, phù hợp với lại là vùng miền nữa. Caramel là cái gì? Màu anh. À màu. Đường thắng đấy đúng không? Dạ dạ. Tao cho nó thấm. Mình khi mà đi vào trong này cái món kiểu kho rồi gym ấy nhỉ. Gym với kho kiểu giống nhau đúng không? Dạ. Tôi thích luôn. Anh em đâu, chặt cây dừa vào đây. Dạ có nước dừa đây. Đây cốc nước dừa này. Đây em. Thơm quá anh em ạ. Món này đó là nhà nghèo ăn nha các bạn. Nhà nghèo mới ăn.
giống trên anh ấy, ngày xưa những món thịt treo các bếp ấy là toàn kiểu nghèo không có bổ lợn ấy, không có tủ lạnh ấy, treo lên ăn. Đến bây giờ thì nó lại là thành món đặc sản. Em mà biết anh xuống đây là em gửi anh mấy hộp đặc sản của anh à. Ừ. Cái sốt tròn chéo vậy đó. Ờ, nào về anh ship cho chú Thích ăn à? Em cũng thích cái món đó. Ờ, à, được, nào về anh gửi chú, tí cho anh địa chỉ, anh gửi biếu chú mấy lọ, ăn cho nó đỡ buồn. Thôi mình cứ để nhỏ lửa đây thôi, dạ, đúng không? Nhỏ lửa thôi, cho nó thấm vô từ miếng thịt á. Ừ. Dạ. Dừa này mình hơi ấy, nó lấy mình bỏ sao mà mình cho dừa. Đấy, dừa. Dừa thì hôm nay là dừa cây nhà lá vườn, nên là cái cơm dừa, cái cùi dừa này nó không được dày. Dày lắm nên là anh em đừng bảo là ấy nhá. Đây là kiểu là làm theo kiểu phong cách gia đình. Dòng kho dừa đặc sản Bình Thuận. Chào mẹ nè, kêu mai bạn lặt 5 cái lá nữa. Vậy không là nhìn hấp dẫn nhỉ. Cái món này là thường để ăn cơm à hay là nhậu? Dạ ăn cơm cũng được mà nhậu cũng được. Ờ. Nói chung là món này mà anh em mà ở ngoài Bắc hay là ở Sài Gòn đó là hay dùng cái món này với cơm. Cho mấy cọng hành hương lên nha các bạn. Đó, mình rải đều lên đó. Rồi xong. Quá ngon. Chị đang pha cái nồi nước dùng để làm món cá kho. Ôi dồi. Cá nục đúng không? Cái này lúc sáng ở thuyền chài quá nhiều luôn nhỉ? Cái này cá tơ lớn mới vô. À, tươi, vừa giói luôn. Cá này mà ăn cơm thôi rồi. Này kho lâu không thì được ăn hả chị? Kho lâu không thì được. Mỗi lần là ăn ngon lắm. Hả? Ngon mà mỗi lần ăn ngon. Không ý. Thế là sao? Ý là kho khao bao nhiêu lâu thì được ăn. Không, lâu xíu ăn à. À thế thì ok. À. Cho hết vào đi. Đu cạnh. Cá này nó canh chua. À đu cạnh chua, ok. Thế cái đuôi này là món gì đây? Dạ em nấu nấu lá mì. Ừ. Mình cắt miếng bự bự cho anh Hải ăn, lát anh xiết thịt cho nó nghe mùi dông. Đây là nấu món canh chua đúng không? Dạ, dòng nấu lá mì. Dòng nấu lá mè. Ớt xay à? Dạ, ớt xay. Cho anh ăn ít cay, em bỏ ít ớt nè. Do dòng này là anh Hải theo nhu cầu nữa, anh Hải là nấu cục càng bự cho anh xước càng đã nha các bạn. Chứ đúng ra là nấu có cục đã hơn nữa. Nên là cục càng bự mình tao càng kỹ hơn để cho nó thấm. Bỏ cà chua vô tao luôn. Cho nó... À đây là me, lá me này đúng không? Dạ. Vùng lá me bay như kỷ niệm hai chúng mình. Đúng phải lá này không? Dạ đúng rồi. Phải cho một chút nước mắm nó mới thơm nhỉ? Dạ, đúng rồi. Cái thịt của con này nó lôi ra nhỉ? Dạ. Giống như kiểu đùi ếch ấy. Dạ.
nêm là lấy mình bỏ sau. Trường nào nó sâu á, mình thiếu tí bỏ hạt nêm. Ừ. Khi bỏ hạt nêm sớm á, cái nước nó đục. À. Ừ. Thà mình nấu nước sâu với mình nấu từ nước lạnh lên đục. Lấy một thả. À, dạ. Thế cái vo này vào thì nó mới chua đúng không? Nó chua mà chua thanh. À. Dạ. Khi mình đi bao tay này mình do nó không được nhuyễn nha các bạn. Ừ. Nên là mình phải đưa tay không. Tay là vệ sinh sạch sẽ đâu chứ không phải là... Ngon quá, đầu bếp này nấu ngon quá. Ừ. Đó. Quá ngon luôn. Đó. Khi mình vò lá mi là mình rửa tay rồi nha. Đó. Còn một cái trà lén mình bỏ vô sau. Uh-huh. Rồi, nhiêu này thôi. Uh-huh. Lẽ ăn bún hay là ăn cơm? Ăn cơm chứ. Nhiêu này là đủ rồi. Nấu đặc đặc cho nó ngon. Uh-huh. Sẽ phải nhìn hấp dẫn nha. Đây sao đây? Này cho ăn cơm thì chấm hết luôn nha. Thế lát mình ăn mà muốn chua thêm á. Uh-huh. Cái lá mì này mình nhúng vô. À thế à. Đây cái gan này là nước chấm à? Thế còn dạ. Cái mỡ của nó thì làm món cái gì? Cái mỡ mình nướng lên mình làm nước chấm với pha với cái gan. Ờ. Dạ. Và xong rồi mình cho một ít gan với ít mỡ củ dông vô nha các bạn. Sao lại cho gan vào sợ nó đắng không? Không. Khi mà mình bỏ cái gan với cái mỡ này vô nó tạo cái hương vị rừng lên thêm. Ừ. Nó tạo cái vị thơm đúng không? Dạ dạ. À. Chuẩn bị bát đâu, bát đâu. Cái xong lẩu đi, xong lẩu đi. Đây, xong lẩu đây. Ủa cái ấm đâu đấy? Mình đổ vô xong chuẩn bị bỏ vào nồi lẩu lén mình đun lên nha các bạn. Tí nữa mình ăn kèm với bếp cồn à? Dạ. À mình đun bếp cồn cho nó nóng không? Đúng đúng rồi. Rồi, mình xong rồi mình chới rau thơm lên nha. Rau thơm của mình là dùng hành, quế với ít ngò gai. Cái da nó cũng dài nhỉ. Cái thớt này dào bén quá. Thớt này là thớt gia truyền mấy chục năm rồi. Mình bằm càng nhuyễn càng tốt nha. Ừ. Ướp ở xả ớt với ngũ vị hương vô. Xả ớt ngũ vị hương. Cho một chút dầu điều cho nó làm màu đẹp. Thử cái nào đáng dùng bao tay phải bóp là phải dùng bao tay nha. À. Rồi cho tỏi vàng cho dòng vào. Yeah. Tán cho dòng cái nhuyễn nè. Cho nó đỡ vón đúng không? Trứng sao nó ra mùi. Mà phải biết phối hợp mùi nó mới ra mùi dâm rừng chứ. À. Thơm nhờ. Cái rang này mình lại hình dung lại nhớ đến cái món nhân tiết canh. Đúng rồi. Đúng không?
cơm, còn bữa giờ đang chuẩn bị xúc trứng rồi, đang có làm này. Chuẩn bị ra hàng nha các bạn. Chuẩn bị đĩa chị ơi. Chuẩn bị đĩa. Được rồi chị ơi. Cái đũa nằm không quá mới cái ra. Chồng đây nè. À được chồng đâu đây này đấy. Ủa. Dạ. Anh lấy đũa màu đỏ em đó. À, cao cao lợi thế cao. Cao cái gì cũng lợi hết đấy. Ờ cao gì cũng lợi hết đấy. Cao là rửa tới tới cái kỹ sâu luôn mà. Ừ. Hèn miếng mà sâu chỗ nào cũng cào được hết nha. Lên mâm, lên mâm. Đây là món này nướng để làm gỏi đúng không? Dạ đúng rồi. Làm nộm. Mình nướng như thế này là xong mình xé cái thịt ra mình trộn với rau rừng. À. Xúc bánh đa. À, chị đang bóc cái con đông ra để làm món gỏi hả chị? Cái này mình phải bỏ xương đi đúng không? Mình phải bóc bỏ xương đúng không? Cái này bỏ xương hả? Bỏ hết xương đi chứ đúng không? Bỏ xương hay bỏ xương vô luôn. Cho đó, xí xí nó bự bự vậy cho nó ăn nó. Ăn cho nó sướng. Sướng. Ôm nó hỏi gì luôn thì mấy. Đào xoài. Lá xay ra. Cái này là lá xay. À, lá cóc, lá cóc. Dạ. Lá cóc non nha. Dạ, lá cóc non. Lá gì? Lá ngành ngạnh. Lá ngành ngạnh á. Ngành ngạnh hương. À, nó hơi chua chua. Dạ. Mình cắn thử. Ừ. Ừ, cái lá này nó ở ngoài Bắc gọi là gì nhỉ? Em không biết cái quầy tên anh nó kêu bằng gì chứ ở đây là em kêu bằng ngành ngạnh. Ừ. Mình có ở ngoài Bắc có nha anh em nhá. Nhưng mà mình không biết tên thôi. Không nhớ ra. Còn lá này là lá xoài đúng không? Lá xoài non. Xoài non. Mình cắt miếng dừa ăn thôi nha. Uh-huh. Ồ xoài chỉ lấy bào đâu ra. Do mình nướng mình xé miếng dừa ăn rồi nha. Uh-huh. Giờ mình cho nước mắm nhĩ Phan Thiết vô. À. Đó, nước mắm này là nước mắm nguyên chất Phan Thiết. Uh-huh. Cho Phan Thiết này nổi tiếng với các loại nước mắm ngon nha. Mình cho nhiêu này khoảng một muỗng rưỡi. Uh-huh. Mình bóp nó. Bóp nó khoảng rồi để cho nó khoảng 2 phút 3 phút. Cho nó ngấm luôn. Cho nó ngấm rồi mình mới trộn rau rừng vô. Yếu tố chị em phát là bào nhanh nhanh. Giờ mình cho dông vô. Nước này để làm gì? Nhìn nó thấy hấp dẫn. Dạ, để đó em. Cắt đi chị. Rồi. Nhìn ra dĩa luôn ha. Dạ dạ, để chị ra dĩa này trước nè. Dĩa nè. Sao ở Bắc làm gà vậy đó? Giờ này làm gà. Em để em cho dĩa ra nha. Bỏ. Làm cái hàm cho bé hai rồi lấy dông con. Rồi. Lấy bắt bổ nó lại. Nhìn thèm thế. Món gọi này. Bụng nó còn cao nữa. Ờ, đói à, thèm. Mày chai không chứ hồ. Đúng rồi. Mày chai. Làm mà không mê chai thì làm gì chị nhỉ? Chai là thông rồi. Chị cười cái này. Trời ơi, xinh như này thì không có còn lấy thiếu gì nữa. Đúng rồi, cuộc đời mà không mê trai, mê gái thì nó mất ý nghĩa. Ướp muối ớt sa tế. Bây giờ anh em mình ngồi đây ăn các bạn, như kiểu phim trưởng luôn. Vừa nướng vừa ăn. Cái gan này tí cho nước chấm đúng không em? Đúng đúng. Ừ. Cái này là mỡ lấy mình bỏ vào nước chấm luôn. Ừ. Đó. Dòng này nướng mới ớt nha các bạn. Dòng mà đặc sản của Bình Thuận mà nướng mới ớt nữa là đi bài.
làm theo lông bi nữa là ui chấm hết luôn, không còn gì bằng. Đó, những cái gan bự nè, lên làm được chấm nó ngon. Gan nó cả mật, ăn mật không sao đâu, dạ, gì mật luôn, phải ăn kiểu mật luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Ngon. Rồi anh em ta trong khi chờ nó chín thì nhậu thôi nhỉ. Dạ. Cho anh xin lon bia. Ok. Thôi. Em cũng mời anh Hải lâu quá mới gặp anh Hải Spa TV cho nó Spa xuống nha. Rồi, cũng có làm vài món dòng đặc sản của Bình Thuận, mời anh. Ok. Cảm ơn dân mẹ là Hòa rất là nhiều. Hôm nay đã cho mình kiểu thưởng thức. Nhìn thì mình thì chưa được ăn đâu nhưng mà thôi để giới thiệu qua một chút. Đây là món món rong nướng muối ớt. Đấy, thì vừa nướng vừa ăn vì là bạn Hòa chia sẻ là ăn cái này lại phải nướng nóng nó mới ngon. Đấy, còn đây là món rong nấu lá me này. À, cũng rất là ngon luôn, nhìn hấp dẫn chưa? Đó, có cái giá vào. Rong, mình cứ nhầm là rong, rong. Rong này. Đấy, và cái này là cái bỏ luôn cái này đi nhỉ. Đó. Đây là món nộm này. Đấy, nộm rông nha anh em nha. Và đặc biệt đây là của món rông kho dừa. Rông kho dừa, món này để ăn cơm. Dạ. Mời cả nhà. Rồi mời anh Hải dùng cái món tiếp theo. Món gì đấy? Món gỏi rông rau rừng. Gỏi rông rau rừng à? Dạ. Đây mời anh em nha. Cái này là sẽ ăn kèm với là kèm với rau, rau chấm ít nước mắm. À, ăn mắm nhỉ Bình Thuận. Thôi chấm nước mắm, dạ, Bình Thuận đúng không? Dạ. Nước mắm Bình Thuận là rất là nổi tiếng rồi. Máy đỉnh. Máy đỉnh. Chào anh. Sao? Thấy vừa vị không anh? Vừa ngon. Dạ. Thì mà cái món này đặc trưng của nó là có vị là mùi rừng với là ăn rau rừng á, nó sẽ có vị chát 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 trong đó, khi mình nhai vào á lét nó có vị ngọt, đúng rồi, đúng. nó quyện dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Muốn đem mời anh món tiếp theo đi, mình mỗi thứ mình làm một ít đi rồi mỗi thứ làm tí à? Dạ. Nhưng mà anh em phải ăn cùng đi. Dạ, dạ, dạ. Anh em ăn đi, anh em ăn đi đó, chứ anh em mà ngồi đây là anh ngại lắm. Thôi mình cứ xơi cái đùi trước đi. Rồi. Nhỉ, dòng chỗ kho dừa. À, đó. Đây là món rông kho dừa anh em nhé. Ui, quả đùi à. Ăn nó dai hơn, chắc hơn, ngọt hơn, thơm hơn thịt ếch. Đúng không? Ếch là mình đang so sánh là ếch rừng, ếch đồng. Anh Hải biết sao cái món dòng này nó, cái số thịt nó căng mà mình ăn khi nó hợp thịt ớt không? Không. Do vì cái bốn cái cơ đó nó chạy nó dùng lực không là dùng cái bốn cơ chân đó. Đó rồi tới cái mùa này mưa nè là nó làm cái hang mới mỗi lần nó đào cái hang mới là cái dùng nó dùng hai cái chi trước và hai chi sau nó rất là nhiều là cái số thịt nó rất là chắc. Dạ. Mời anh em xin phép là mình cầm tay luôn để tác nghiệp cho anh em xem. Đó. Ngọt lắm, chín ngọt. Đúng à, anh em trên mạng bảo đến đây mà không thưởng thức món này cũng sai lầm luôn, mà đặc biệt cái món này nó thơm á. Mới đầu bắt con này lên anh thấy có cái mùi. Dạ. Nhưng mà bây giờ sau khi chế biến xong lại không thấy mùi gì nữa. Này em ơi. Dạ, mời anh. Thôi cho anh xin tí bánh đa để thưởng thức món năm. Xúc bánh đa. Ôi dồi, cái bánh đa này xúc phát hết luôn à. Đây, mời anh em. Đây, tác nghiệp cho tít. Wow. Ui, quả này uy tín đấy nhỉ. Dạ. Cho anh xin thêm tí lá ấy đây nữa, đúng không? Lá xay. Lá gì? Lá cóc. Lá cóc à? Lá cóc với tít tô à. Đây, anh em. Ăn là ăn phải đúng theo dân nhậu ở trong này anh em các bạn nhé. Đấy. Ừ.
giờ này mà đang nhậu với món này mà ngầu gần quyến sen nữa đi. Ừ. Đúng không? Quay nhìn cảnh nhìn hồ sen nữa thôi chứ anh em lâu không? Lâu lắm mới gặp lại cảnh này. Ừ. Báo cháy luôn anh em ạ. Ngồi đây mà bây giờ có một dàn mỹ nữ ra đây chấm gì của ta. Khác gì đời vua chúa đâu anh em. Đúng không? Dạ đúng. Xuống đó tắm. Cái vườn sen này là của làng à? Dạ. Của làng. À. Hồi đó là cái làng cái hồ này là đầy sen. Ừ. Là ta mới đặt cái là cái thôn này là thôn Thiện Sơn, là gọi hồ tên là thôn bây giờ chứ hồi đó gọi là Bào Sen. À, ngày dạ. Xưa gọi là Bào Sen bởi vì dạ. Ở đây nó có hồ sen đẹp đúng không? Dạ dạ. À, tuyệt vời, ngon đấy. À, tiếp tục à, review tiếp cho anh em món nào? Dòng nấu lá me. Món dòng nấu lá me. À, anh làm cái miếng này cho ngon nè. Miếng nào? Miếng này đi. Ui ôi. Cái đùi. Cái đùi à? Cái đùi. Cái đùi à? Đó. Rồi, xin thành cảm ơn nhé. Rồi anh chấm dưới, anh dùng không một là miếng đi, rồi à. Lát một miếng xào anh chấm với mắm nhĩ. À. Mắm nhĩ à? Dạ, mắm nhĩ cần thiết. Mời anh em nha. Ừ. Thịt chắc nha. Dạ. Ăn đùi ngon thế. Dài nó ngọt. Nó có từ sớ mỡ trong đây luôn. Đó, mình. Ừ. Nó có từ sớ thịt sớ mỡ luôn. Đó. Ăn này, mình lại lên tưởng thịt, món thịt rắn. Anh em. Anh Hải. Anh Hải là một miếng mỡ, mỡ dông luôn. Đó. Mỡ dông ăn được à? Đó. Ngon lắm anh. Thêm một cái gan nữa. Đó. Ờ, lại thêm một gan nữa. Mình lấy cái gan cho anh Hải nha các bạn. Nhưng mà gan này có đắng không? Dạ, khi mà anh nhai vô thì nó cảm giận nó hơi đắng. Mà lấy cái anh nhai miếng á, nó ngọt cái giọng. Thế thì ăn sau đi. Dạ. À, anh làm cái mỡ trước đi. Mình đang nhá cái này thì mình liên tưởng ngay đến khoảng món thịt rắn anh em ạ. Ừ. Thì hồi trước đi ăn được ăn món thịt rắn ngon. Cho thịt chắc mà anh. Chắc hơn rắn nhiều. Dạ. Mà nó ngọt hơn, thịt nó thơm hơn. Đó, anh em em vào đây vào Bình Thuận này nên thưởng thức cái món này nhé. Cái món này có bán rộng rãi không em? Hay là... được các nhà hàng người ta bán rộng rãi. À các nhà hàng, vào nhà hàng cứ hỏi món nào. Tùy theo nhà hàng nha anh. Ừ. Tùy theo nhà hàng họ bán, có nhà hàng họ chỉ bán hải sản thôi. Ừ. Các nhà bán... à, ý là tùy như... từ nhà hàng đúng không? Tùy từ nhà hàng họ có bán. Dạ vô anh. Đấy. Rồi em mời anh Hải miếng tiếp theo nha. Ok. Cái miếng này nó có lớp mỡ nè. Đó, anh chấm miếng mắm nhĩ vô. À cái này lại chấm với mắm nhĩ à? Dạ. Đó. Sao lại gọi là mắm nhĩ? Dạ mắm này là cái mắm cốt đầu tiên, ta gọi là mắm nhĩ. À. Dạ. Thế còn cái cơm anh. À. Thế còn nếu mà đến Sapa này chắc là mắm thứ XX à? Mời nha. Mời mọi người luôn nha. Ngủ hổ ơi. Mời mọi người luôn. Đỉnh cao. Ngọt quá em ơi. Chúng mình dòng mà kho dừa vô thấm vô nước dừa đã gì mà nó ngọt. Nó ngọt tự nhiên. Ha. Mời anh Hải à. À mời anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Mời tất cả anh em nha. Anh em nào mà ở Mũi Né mà muốn được thưởng thức món này ngon mà do chính tay đầu bếp Hòa thì anh em cứ alo cho Hòa. Hòa số điện thoại bao nhiêu nhỉ? 0357171517. À, đọc lại nghe nào. 0357171517. Ok, đấy, đầu bếp làm món này khét đấy anh em ạ. Ngon hay không? Nó phải đầu bếp. Đầu bếp này làm rất dân dã mà anh thấy ngon. Mà rất sạch sẽ. Anh làm món này khá vô. Anh. Anh em ăn đi. Ừ. Chấm miếng nước mắm nha các bạn. À phải chấm nước mắm à. Dạ. Món này là cây nhà lá vườn luôn nè. Ngon. Anh em ở đây nha. Thái cái này là không phải bóc nguyên thịt đâu, mà xé con ra thôi. Nhưng là khi anh em nhá khô phát gãy toi răng. Lộn ngon lắm. Món thịt kho dừa, dông cát kho dừa nè, ngon. Nè. Rồi. Mời anh em nha.
Mời anh em. Lâu quá thì mới làm lại cái những món này chứ do dịch á, rồi Hồ cũng nghỉ bếp nên Hồ cũng lâu lắm Hồ mới làm lại. Ừ. Rồi tình cờ gặp anh Hải rồi mình có chế biến những món thường mình thường làm cho anh Hải thưởng thức nha các bạn. Nếu mà các bạn thương thì về Bình Thuận cứ ghé mình làm cho ăn. Cũng may mắn anh Hải cũng may mắn bữa đây gặp được anh Hòa. Anh Hòa. Siêu đầu bếp. Masterchef. Uy tín. Nhưng mà xin phép đầu bếp làm thêm miếng. Dạ. Đó, anh làm cái cục thịt hả? Bự này qua. Đây. Làm cục này đi. Dạ, cục này to hả? Đi. Đó. Đúng không? Dạ. Hồi xưa là cái những cái món dông này á là nó là người nghèo ta mới ăn. Ừ. Còn bây giờ là mình có tiền mình mới ăn được mấy món này. Cho càng ngày á cái món này nó thành đặc sản luôn không? Đặc sản à? Dạ. Đấy. Chứ khi mà về Phan Thiết là nghe nói dông két là tới đặc sản là tới là biết Bình Thuận. Wow, anh em cứ ngồi giới thiệu mình xin phép là cứ ngồi chén. Dạ. Đó thì nói chung là cái Bình Thuận nó là một có nhiều cái hải sản mà ừ. Cũng nói riêng mà đặc sản có cũng có như dông nè, rồi ở đây còn món gì ngon nữa đặc sản nữa không? Dạ còn nhiều lắm chứ. À. Dạ ở đây nó nuôi dông nè, rồi heo rừng nè đầy đủ. Nói chung là thỏ rừng lai nữa. Thỏ rừng lai, à. Đó, đầy đủ. Anh đây. Em nào chiều rảnh đưa anh đi thưởng thức những món đấy nhá. Dạ. Để review đến tất cả mọi người. Đây nó chuẩn bị nó nuôi gà rừng nữa anh. Nuôi gà rừng, ừ. Mô hình gà rừng như tự nhiên luôn. Ừ. Nó bán. Nuôi kiểu natural đúng không? Dạ, dạ. Đã quá. Ơ anh em, hai anh em ăn đi. Rồi. Xúc tiến mạnh vào. Em mới bước đó. Anh em kiểu cứ hay nhường khách phương xa đến. Đó. Mời anh đây. Em nha. Này, mời anh em này. Mình quất tiếp quả đùi rồi anh em ạ. Rồi, mình cũng mời anh em nha. Rồi ăn đi em. Rồi, cũng cái này này. Ờ, à, cái này có cái gì đâu. Cái này khoái cái món kho dừa. Khoái món này. Ngon. Tuyệt vời. Ngon. Khi nào về Sapa mà anh thích ăn món này á. Còn chú làm cho chú cấp đông gửi cho anh nhé. Dạ dạ. Ok không? Ok. Anh biết tại sao nãy em giò lá me không? Ừ. Là cái giò lá me nó có đùi chua thanh á, nó thấm vô thịt dông anh thấy ăn nghe cái đúng dông rồi. Nó chua. Đúng. Mà sốt em cắt cái sốt thịt nó bự rồi đó, nếu mà em cắt sốt thịt nhỏ nữa là nó thấm nữa. Ừ. Ừ. À, phải đó, mỡ. Phải mỡ. Mỡ rất là thơm luôn. Ngon. Hồi nãy em cắt cho miếng khúc cho anh xiết thịt chở đã. Ừ. Đó. Đâu cũng máu xem Sapa TV. Em thường là xem là Sơn Dụ Vlog dưới kênh anh. À. Rồi dưới kênh của anh gì ở Nha Trang ta? Cái gì rau. À? Không, cái anh gì mà nấu đồ ăn cũng như em nè. À. Dạ. Anh nào dâu thì chịu, thằng nào cũng có dâu. Cái gì Thế em có xem kênh Phạm Dũng không? Có thì cái kênh Phạm Dũng là hồi bữa đang quay cái vụ mà ăn mít lòng đó. À, đó. Hay là nãy em biết liền. Rồi mời anh em. Rồi mời anh. Thường thường coi kênh của anh Hà Còi. À xem là của Hà nữa à? Dạ. Rồi. Chung là bấm mình thường coi, mình bấm lên là nó hiển thị. Nó liền. Hiện là nó cứ đề xuất lên đúng không? Dạ dạ. Đây cái món này anh em này. À. Món kho dừa này thì ngon mềm. Ăn cơm mình ăn ngon. Dạ dạ. Đúng không? Nhưng mà vừa nãy lúc mình vào á, đã chặt cái món này rồi. Nhưng mà nếu mà phải là mình á, mà chặt to thì ăn nó bõ. Dạ, cái món kho cơm này nó hơi hơi bé. Hơi bé so với quy định. Mà mình kho vậy nó mau thấm hơn. Ừ. Dạ. À, chiến. Rồi, mời anh. Ngon quá anh em ạ. Được cắp. Đây anh em ạ, sau 47-49 phút thì nó cái này nó cũng chín. Đây là phần gan này thì nó kèm mật thì nó hơi đắng thì một lát mình sẽ ăn sau. Bây giờ thì mời anh em đi. Mời anh em. À. Này hai anh em cái này lỏng nhỉ. Ờ mày xé giúp anh. Ơ cái đuôi này để anh. Hai thằng mày xé cái đấy không rồi. Ui. Nè. Rồi, cảm ơn anh. Anh em ơi. Uy tín chưa? Nóng quá. Vừa mới nướng nóng xong nhưng mà ăn cái đồ này là cứ phải nóng ăn nó phê. Mời anh em nha. Mời anh em nha. Ôi trời ơi.
ngon chưa? Phải không? Em ướp sốt đẳng cấp ấy, đậm đà. Làm miếng muối ớt vậy à? Cái này là muối ớt, ướp muối ớt rồi có cái gì hôm nay nữa anh Hoàng? Tỏi, tỏi. Tỏi. Ừ, muối ớt này, tỏi à. Ừ. À. Thôi cho em cầm luôn anh, để giúp em cầm luôn. À. Trời, ngon quá. Chấm hết luôn anh em ạ. Vừa vị luôn à. Quá đã, ăn hết đủ ếch luôn. Ngon chưa? Em nhai nó cả xương à? Nhai xương luôn. Nhai xương luôn. À kìa. Xương nó cũng mềm á. Ừ. Ngon. Em làm bên đường bữa thì ngon. Đỉnh cao á. Một ít dầu hào nữa, nó thấm luôn. Ừ. Muối ớt dầu hào đúng không? Dạ. Tỏi. Tỏi. Anh em ơi. Đến đây mà anh em không xơi cái món này thì đúng là quá là uổng luôn, thề mà anh em ơi. Hãy đến Bình Thuận quê tôi. Ừ. Sản trong các mời chào hăng không? Hay quá. Câu ca dao anh. À. Hãy đến đi. Hãy đến Bình Thuận quê tôi. Đặc sản dông cát mời chào hăng hon. Hay quá anh này ơi. Ừ. Thôi mời. Mời chào hăng hon là mời chào cái gì? Dạ. Mời chào hăng hon là lúc nào cũng giơ tay vọng á. À, mời chào hân hoan. Dạ. Đúng không? Dạ. Mình nghĩ tưởng hăng hon. Xin lỗi không có ý đâu. Chỉ như là giang tay đón chào khách. Rồi rồi rồi. Đây. Có lẽ là cái này nó giống như kiểu là đuôi con cá sấu anh em ạ. Mời anh em nhá. Cái này nó đậm đà rồi. Wow. Cái ngọt. Thịt không đúng không anh? Ngọt lắm. Cái đuôi con thịt đó. Phải nói là làm cái đuôi này chấm hết. Cái này nó cắn lực mạnh quá. Wow, cái từng sớ thịt anh em thấy không? Sẽ dai giống đúng không? Sớ thịt như thịt gà á, như đấy. Đó. À. Đây là toàn thịt không rồi anh em ạ. Không phải là ngon lắm anh em. Thề với anh em chưa giờ tôi ăn thịt rắn nhiều rồi. Nhưng mà thịt anh ăn thịt con kỳ đà hay con gì nhỉ? Nhiều rồi, nhưng mà không ngon bằng con này đâu. Nó ngon, ngọt. Nó có lớp mỡ mà mình ăn nó béo béo đúng không anh? Đúng rồi. Wow, uống một miếng bia vô nữa. Ừ. Cái này là gan này mình chấm gì đây anh? Cái gan đó mình chấm miếng nước mắm nhỉ? Chấm nước mắm nhỉ đúng không? Đó. Vào, ăn vô. Nhai mọc luôn. Nhai mọc luôn. Ờ, nhai mọc luôn nó mới ngon. Ừ. Đó. Lúc đầu mình cắn vô thì nó hơi đắng đắng. Trong nhai càng nhai là càng ngọt. À, càng yeah. Nhai là càng ngọt. Nó có vị thanh thanh ngọt ngọt. Ok. Ha. À. Nè cái mỡ nè. Đó. Khi mà thưởng thức đồ ăn đấy thì anh em cứ nhả cái đắng đắng trước đi. Mình cái đắng đắng mình phải nhả sau. Đây. Rồi, mở thêm miếng mỡ nè. Mà cái vị đắng này nó cũng dễ chịu chứ không có đắng như cà phê. Ừ. Mỡ thơm lắm. Những con tầm khoảng 5 lạng này là nuôi khoảng 2 năm rồi mà. Dạ. Đúng không? Gần 2 năm á. Mà mấy cái con này nuôi không có tăng trọng được đúng không? Không, mình nuôi chỉ thì cho ăn rau tự nhiên. Ừ. À, ví dụ như sáng mình mua rau muống về mình cắt nhuyễn ra. Ừ. Xong mình rải, mình làm một cái thềm bê tông vậy á. Mình rải lên cho nó ăn. Rồi nước mình làm cái ao nhỏ này nè. Ừ. Mình đổ nước vào là nó tự ăn, nó tự uống. Nó tự ăn, tự uống, tự tắm. Rồi mình cho, mình làm theo dông á, đặc tính nó nuôi á, là mình phải làm những cái gò, cái két nó gò gò á. Ừ. Cho nó ở, rồi cái bóng mát á, thường thường là mình trồng cái cây trứng cá. À. Hoặc là cái cây cái chùm ngay á, chùm ngay rồi có trái nữa. Nó sẽ ăn, tự nhiên nó ăn luôn. Đó. À. Ha. Thực ra các bạn này nuôi nó kiểu giống như kiểu là để nó không sổng đi thì mình quản lý nó thôi. Chứ đúng ra là đúng rồi, là nuôi theo cái cách trong chuồng đó là bán tự nhiên. Mời anh em miếng gan nha. Rồi. Đâu, đây. Đó. Rồi anh chơi miếng gan nào. Đó. Anh làm đó. Miếng gan không? Chấm miếng nước mắm vô. Dông cát Bình Thuận là mãi đỉnh luôn á. Dông cát Bình Thuận mãi đỉnh.
chấm nước mắm nhĩ này. À, cái gì nhỉ? À, tháng 10 ta thường lên. Có câu thơ là tháng 10 dông rạp, tháng chạp trông lên. Tháng 10 dông rạp, tháng chạp trông lên. Là cái tháng 10 á, bắt đầu là dông nó xuống lại. Nó nó hình đắng đúng không anh? Ừ. Càng ngay càng ngọt. Ừ. Anh đừng nuốt, anh cứ nhai vậy, nó ngọt lại. Đúng không? Đúng không? Ừ. Tao gan này bị gì nữa nhỉ? Nó nhức nhức gan dông mà. Nhì gan thỏ mà. Nhất gan dông, nhì gan thỏ. Ừ. Bình á nó vỡ cái quả mật ra. Mà. Mới đầu là nó hơi đắng đắng nhưng mà sau nó ngọt dần ngọt dần ngọt dần. Bây giờ nó ngọt lừ luôn trong cổ họng à. Không muốn nuốt rồi đấy. Dòng này nó có 2 tháng nó xuống, nó để nó tích trữ cái mỡ nó chú đông. À. Rồi xong tháng 12 nó lên lại. Lên lại nó bắt đầu nó dầu khói bắt đầu nó sinh sản. Thế là mỗi một năm là nó chỉ lên được khoảng vài lạng thôi đúng không? Dạ khoảng một năm là nó lên. Cho anh xin bát cơm đi em ơi. Cơm. Đấy. Làm bát cơm anh em ạ. Làm bát cơm anh em ạ. Thực ra là rất là ngon. Nhưng mà phải làm tí canh này. Canh này chấm hết luôn. Dòng lá me. Dông canh lá me xong rồi lại còn ăn kèm với là ăn kèm với là dòng kho. Dông kho dừa. Đấy, đây. Thôi hai anh em cứ chiến đi nhá. Hai anh em chiến nhiệt tình đi. Nha. Hai anh em. Rồi mời anh em. Lâu quá anh em mới gặp lại, nhìn anh Hải ăn là vui rồi. Nói chung là anh em là anh em rồi cứ nhìn tôi ăn là tôi ngại lắm. Cái bát canh me của bạn này nấu đỉnh cao luôn. Anh thấy không? Hả? Anh thấy con dòng trống á. Ừ. Nó có cái làn khác, và dòng máy nó có làn khác. Ừ. Ví dụ như con dòng trống á. Là nó có cái sọc, khi mà nó trưởng thành rồi nó sẽ có những cái sọc ở đây. Còn dòng máy thì nó không có. Đó. Dòng máy thì nó khoảng tầm con nào lực bự nhất là nó tầm khoảng 2 lạng. Mà con nào to nhất nó chỉ 2 lạng nè. Dạ. Dòng máy nó yếu hơn dòng lực à? Dạ, dòng máy chủ yếu là nó con nào lực bự nhất là khoảng 2 lạng. Ngon quá anh em ạ. Lâu lắm rồi bữa cơm ngon như thế này. Ngon dùng như bao bán hả? Con dông này nhậu cũng được. Ăn cơm cũng ngon kìa. Dạ. Còn nhiều món lắm, có dịp rồi anh về em sẽ làm nhiều món nữa. Còn thật nhiều nha. Món mới. À. Sơ là em tính là hơn 10 món rồi đấy. Không. Dông một cái biến hơn 10 món rồi. Ừ. Còn nhiều món lắm. Thì sơ rồi nãy giờ anh em mình chế biến là 5 món rồi nè. Ừ. Đó. Nhưng mà con dông này có thử được dông to không? Nó có dòng mà nếu mà to nhất là khoảng 1 kg đổ lại. 1 kg à? Dạ. Hôm nào chú kiếm anh mấy con 1 kg nhá. Dạ. Thôi chú nấu cho anh nồi me này, chú đông đá cho anh. Rồi rồi. Nhá. Sau khi thưởng thức dông xong các bạn ạ, thì mình không phụ lòng anh em bên bếp thưởng thức món cá nục. Cá nục kho ca. Cá nục kho với lại là cà đúng không? Dạ. Thử món cá này. Ở đây mình đi nhiều những cái chợ ấy. Là bà con đánh bắt nhiều. Hai anh em chiến nhiệt tình rồi nha. Nó ngồi bên này chỉ có nói rồi đấy. Hai em chiến nhiệt tình lắm á. Em làm miếng dòng súp bánh đa nè. Dòng súp bánh đa. Ngon nhưng mà no lắm rồi anh em ạ. Sau đây là có lẽ là Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây. Nếu mà anh em giòn thế, anh em thích hay subscribe và chia sẻ video giúp Hải. Còn muốn mua con dông này hãy liên hệ với bạn Dân nhá. Còn muốn thưởng thức món dông mà nấu đẳng cấp ngon ở khách sạn 5 sao, tiêu chuẩn 5 sao thì hãy liên hệ bạn Hòa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp nha.
Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất nguyên thủy, hợp hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.